Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo phong thủy, việc xem ngày tốt, xấu, làm nhà giúp gia chủ chọn được ngày đẹp, tháng tốt để khởi công xây dựng công trình, giúp cho quá trình xây sửa diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, cũng như giúp cho gia chủ có cuộc sống may mắn, thành công, công danh sự nghiệp phát triển, gia đình hòa thuận. Nếu chẳng may ngày giờ thi công đúng ngày xấu, giờ xấu thì quá trình xây dựng không được may mắn hay gặp rủi ro và tai nạn không mong muốn. Người xưa có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Do đó, việc xem ngày tốt xấu làm nhà dựa theo tuổi của người đàn ông trụ cột trong gia đình hay chủ sở hữu công trình. Tuy nhiên, nếu nhà không có đàn ông thì có thể mượn tuổi hay lấy tuổi của người phụ nữ có quyền lực nhất trong gia đình. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày xây dựng nhà cửa tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ xây dựng nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất xây dựng nhà cửa trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày xây dựng nhà cửa tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày xây dựng nhà cửa. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc xây dựng nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày xây dựng nhà cửa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ xây dựng nhà cửa, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù và điện nam. 2. Ngày hợp xây dựng nhà cửa, ngày tốt xây dựng nhà cửa bao gồm thiên nguyệt, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các khung của từng ngày để tìm ra những ngày tốt nhất xây dựng nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn, đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử là ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ, trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày,
mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7 ngày Nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêm mọi việc. 8 ngày Nguyệt Kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 9 ngày Nguyệt Phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và ngày 22 Tân Mùi. 10 ngày Thổ Phủ là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 11 ngày Trực Bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 12 ngày Trực Thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 13 ngày Trực Bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 14 ngày Kiếp Sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 15 ngày Tai Sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 16 ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 17 ngày Nguyệt Hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 18 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 19 ngày Thiên Sứ là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 20 ngày Đại Thời là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 21 ngày Từ Phế là ngày 15 Giáp Tý. 22 ngày Ngũ Mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 23 ngày Thổ Phủ là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 24 ngày Địa Nao là những ngày Ất Dậu, Ất Mùi tháng 12 âm lịch và không có hai ngày này. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc xây nhà cửa cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Thiên Nguyện là ngày 15 Giáp Tý trùng với Trực Bế và Thổ Phù nên ta không chọn ngày này. 26. Ngày Thiên Đức là những ngày Canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng với Trực Thâu và ngày Nguyệt Hình nên ta không chọn. 11. Canh Thân không trùng với ngày xấu nên ta có thể chọn ngày này để động thổ. Ngày 21 Canh Ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 27. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày Tai Sát rất xấu, hay ngày 16 Ất Sửu trùng ngày Nguyệt Kiến, 26 Ất Hợi trùng ngày Nguyệt Yểm, ta không thể dùng được. 28. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh trùng với ngày Thiên Đức đã xét ở trên. 29. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức hợp đã xét ở trên. 30. Ngày Thiên Xá là các ngày 15 Giáp Tý trùng với ngày Thiên Nguyện đã xét ở trên. 31. Xét các ngày còn lại, Tỵ, Thân, bao gồm các ngày mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ, ngày 11 Canh Thân là những ngày cát để xây dựng nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. Ngày 23 Nhâm Thân là ngày Nguyệt Kỵ nên ta không chọn. Như vậy chúng ta đã dựa vào 31 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt động thổ trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc xây dựng nhà cửa đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Giáp. Đó là những ngày cát lành xây dựng nhà cửa trong tháng 12 âm lịch và chi tiết từng tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.